Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói thêm một chút về phần giáo lý đức tin từ Quran, thiên kinh của Hồi giáo, thành lũy của Muslim. Salam, Salam alaikum, salam tiếng Ả Rập có nghĩa là xin chào. Salam alaikum có nghĩa là gửi lời chào tốt lành, mong điều bình yên đến cho bạn. Theo đúng người Hồi giáo là khi gặp nhau họ sẽ chào như vậy. Đó là theo tiếng Ả Rập. Người Hồi giáo thì ở bất cứ đâu cũng đều kinh sách là học theo một tiếng Ả Rập hết chứ không có phiên dịch ra. Đọc kinh thì đọc y như vậy nhưng mà có phiên ra để mà học thôi. Có dịch ra để học. Chứ lúc đọc kinh thì đọc giống y như nhau. Hôm nay mình sẽ diễn giải cái câu giải thích câu 120. Lời cầu xin khi lên tàu, xe, máy bay hoặc cưỡi ngựa lạc đà. Thời bây giờ thì chắc ít ai cưỡi ngựa lạc đà rồi. Giờ chủ yếu là đi tàu, xe, máy bay. Lời cầu xin trước khi khởi hành chuyến đi. Mục đích ở đây là để họ có tinh thần để mà có một cái chuyến đi tốt hơn, cầu may mắn được bình an. Câu kinh này là bằng tiếng Ả Rập mà được phiên ra để dễ đọc. Thì tiếng Ả Rập thì mình cũng có học sơ sơ chứ cũng không có học được giỏi lắm nên đọc cũng tương đối thôi. Là Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah Zisa Kholala Nahazawa Makunala humurinin wa inna ila rabbina lamun walibun Allahumma inna nas aluka fisafari nahaza birawat tawa wa minna amalima taho Allahumma hamwin alaina safa rona haza wat mi anabu Ya Allahumma anta sahibi fis soya safa wa khalifa tufiyali Allahumma inni a'udzubi min wata isafa wa kaaba tiumanzo wa suimun wala bifima liwa ali. Ý nghĩa Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại. Vinh quang thay Allah đấng đã chinh phục vật này cho chúng tôi sử dụng trong khi chúng tôi không có khả năng chinh phục. Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về gặp Thượng Đế của chúng tôi vào ngày sau. Ngày sau là và ngày sau có nghĩa là vào cái ngày mà khi chúng ta lâm chung mà qua đời, rời khỏi cuộc sống trần gian này, trở về đời sống nơi cõi mộ theo quan điểm tín ngưỡng của Hồi giáo. Thì tất nhiên bất cứ người nào trên cuộc đời này cũng đâu có ai sống hoài trên cuộc sống trần gian này được, thọ cỡ nào là cũng sẽ tới một ngày cũng phải ra đi thôi. Cho nên trên thế giới này thì rất nhiều dân tộc, mỗi dân tộc thì theo một cái tôn giáo văn hóa tín ngưỡng riêng, thì nói chung là cũng cùng chung một cái chất như nhau là cũng khuyên con người sống thiện, làm lành, đánh dữ lúc mà còn sống ở trên trần gian này và hướng đến điều thiện, chỉ khác nhau là khác cái hình thức thôi, khác cái hình thức bên ngoài, khác cách ăn mặc này kia. Chúng tôi ngợi Allah, chúng tôi cầu xin hãy ban cho chuyến đi này đầy ý nghĩa và kính sợ Ngài, và hãy ban cho chúng tôi thực hiện được những việc làm Ngài hài lòng. Lạy Allah, xin Ngài ban cho chuyến đi này thật thanh thản, dễ dàng và ngắn lại. Ngài là đấng kề cận giúp đỡ bề tôi trong chuyến đi, là đấng giám hộ gia đình. Cầu xin hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi mọi khó khăn, mệt nhọc trong chuyến đi và tránh xa mọi điều xấu xảy ra trong gia đình, cũng như tài sản khi trở về. Hadith do Muslim ghi lại. Hadith là cái lời tụng niệm do Muslim, Muslim là người Hồi giáo.
Khi trở về đọc lời cầu xin trên nhưng đọc thêm câu sau đây. Ajibun taibun abidun rirabina hamidun. Ý nghĩa là chúng tôi quay về sám hối thành tâm tôn thờ và vì Thượng Đế của chúng tôi. Chúng tôi ca tụng tán dương. Rồi, ý nghĩa lời cầu xin của người Hồi giáo đây có nghĩa là cũng tương tự như là bên Phật giáo hay bên Thiên Chúa thôi. Là khi mà đi một chuyến đi xa thì cầu mong là được một chuyến đi an toàn và bình yên. Giống như bên Phật giáo thì nói là đời là vô thường, là có nghĩa là cuộc đời này là biến chuyển không ngừng. Vô là không, thường là thường còn, là có nghĩa là cuộc đời này của chúng ta biến chuyển không ngừng. Tâm cũng vô thường, cảnh vô thường, cảnh vật cũng thay đổi biến chuyển không ngừng. Tâm của chúng ta thì lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét cũng thay đổi khác nhau, chứ không có nhất định. Còn những người mà khi định tâm được thì khác, là không có bị cái cảnh vật, cái hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Là như cái câu nói là tướng tại tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Giáo lý bên Thiên Chúa thì cũng vậy thôi, có điều là khác cái ngôn từ và khác cái hình thức thôi. Còn về trên phương diện thực tế, theo cái nhìn của người đời thì chúng ta nên hạn chế những chuyến đi xa như đi tàu, đi xe, đi máy bay, tại vì những chuyến đi xa như vậy thì sẽ mang cái tính rủi ro rất là cao. Trong xã hội hiện nay thì tai nạn xe, tai nạn máy bay diễn ra rất là thường xuyên, cho nên chúng ta nên hạn chế đi xa là tốt nhất. Bất đắc dĩ chúng ta mới cần đi, đâu đó mới chúng ta mới phải đi xa thôi, nên hạn chế. Và theo quan điểm dưỡng sinh thì con người chúng ta sinh ra là không phù hợp để đi xa và ăn uống những thức ăn từ phương xa đem tới. Tại vì khi mà chúng ta nếu mà di chuyển xa là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không có tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta thay đổi múi giờ, chúng ta đi tàu, đi xe, đi máy bay qua một cái xứ khác mà thay đổi múi giờ là chúng ta sẽ bị bệnh jet lag, là cái bệnh đó là làm chúng ta ăn ngủ không có được. Tại vì khi chúng ta sống quen ở một cái vùng đó mà chúng ta qua một cái xứ khác làm thay đổi múi giờ là sẽ ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe của chúng ta. Còn thực phẩm cũng vậy, cơ thể của chúng ta là theo quan điểm dưỡng sinh là thân thổ bất nhị, có nghĩa là chúng ta ăn uống phù hợp với những thức ăn trong môi trường, trong cái địa phương khí hậu gần gũi chúng ta, chứ không phù hợp để chúng ta ăn những thực phẩm từ xa mang đến. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trên cuộc sống hiện tiền này. Những lần sau mình sẽ làm những clip khác nói về những đề tài khác. Rồi, chào mọi người.